Xin hỏi là ba mình đang bị tiểu đường thì có uống được cây xạ đen hay không? Ông bị khối u tiền liệt tuyến và bị tiểu đường. Mình đang băn khoăn là uống cây xạ đen thì có ảnh hưởng gì đến bệnh tiểu đường hay không ạ? Chào bạn, cây xạ đen là một vị thuốc nam dân gian được sử dụng với công dụng chính là giúp tiêu viêm, giải độc, phòng ngừa và hỗ trợ điều trị bệnh ung thư và rất là nhiều những tác dụng khác. Vậy bị bệnh tiểu đường thì có uống được cây xạ đen hay không? Thì tôi xin phép được trả lời như sau. Vì bệnh tiểu đường thì bệnh nhân vẫn có thể sử dụng được cây xạ đen bình thường, bởi vì cây xạ đen thì không gây tăng đường huyết, vì trong thành phần hóa học của cây thuốc này thì lượng đường rất là thấp. Uống cây xạ đen thì cũng không gây tăng huyết áp, mà trái lại nó còn có tác dụng là hạ huyết áp. Vì vậy thì có thể khẳng định rằng người mắc bệnh tiểu đường thì vẫn có thể sử dụng cây xạ đen để phòng ngừa và hỗ trợ điều trị ung thư, u bướu được bình thường và không lo tác dụng phụ hay là ảnh hưởng đến đường huyết. Liều lượng sử dụng cây xạ đen cho bệnh nhân tiểu đường là dùng khoảng 50g cây khô một ngày, sắc độc vị hoặc là kết hợp với những vị thảo dược khác. Lưu ý là khi tìm mua cây xạ đen thì bạn nên tìm mua ở những địa chỉ uy tín để tránh mua phải cây xạ đen giả, kém chất lượng và gây ảnh hưởng xấu đến quá trình điều trị bệnh của bệnh nhân. Một số thông tin tôi xin phép được chia sẻ đến với bạn.